cả nhà yêu của em ơi, nhân dịp 20 tháng 10, nhà em đã có một chương trình cực hời cho các anh chị đây ạ. Mua một tặng một. Chất lượng nhà em thì các anh chị không cần gì phải bàn cãi rồi đúng không ạ? Các anh con trai đâu rồi ạ? Các anh còn chần chờ gì nữa mà chưa thêm ngay một mẫu nhà em vào giỏ hàng về để tặng cho các chị yêu nào? Em chào anh Sơn Sa, em chào anh Tuấn ạ. À, khách ruột đây rồi, em chào anh Vũ Long. Anh Vũ Long ơi, anh Vũ Long còn chần chờ gì mà không nhanh tay chốt em này về để tặng cho chị Vân Dung nào? Ngọc à ôi. Điều đặc biệt trong phiên live ngày hôm nay, các anh chị sẽ được em tặng cho một món quà cực kỳ đặc biệt. Đó chính là một đôi tất xuất Nhật. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay chốt đơn ạ. Các anh chị yêu ơi, các anh chị đợi em một chút được không ạ? Sau khi quay lại, em sẽ lên cho các anh chị một deal sốc, cực sốc chưa từng có tại phiên live của nhà em. Các anh chị đợi em nhá. Đang live về à? Tôi lấy nốt đơn nhá. Bán được không? Ế. Ế á? Cô bán hàng mà cô cứ cầm cô nói không thế này chả ế. Cô biết khuấy động không khí chứ. Cô biết nhảy biết hát không? Hát nhảy á? Ừ. Tôi chịu, không biết làm đâu. Mấy cái đấy nó đơn giản mà. Hát không biết thì nhảy cũng được. Nhảy đi. Nhảy lên thả lỏng người ra theo nhạc thôi có gì đâu. Đúng không? Ừ. Cái khuấy động lên chứ. Đúng không? Anh không thấy tôi đang live stream bán hàng à? À. Nhạc bốc quá quên mất. Xin lỗi. Thôi. Anh cứ đứng ở đây. Đợi tôi live xong tôi đưa đơn cho mà ship. À. Mà sao hôm nay đến muộn đấy? Thì bây giờ tôi bận ban ngày mất rồi. Có khi là chỉ chạy ship mấy cái đơn cho cô vào buổi tối được thôi. Ok. Nhảy đáng yêu thế. Anh này hay nhảy ở phố đi bộ. Này, mọi người đang yêu cầu anh vào live nhảy đấy. Tôi á? Ừ, đi vào. Thôi, ngại lắm. Đi. Không. Cảm ơn anh Dương đã chốt đơn bên cửa hàng Ngọc Ngà nhà em ạ. Chúc cả gia đình nhà anh Dương hạnh phúc, vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Anh Dương 83, 86, mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh ạ. À. Lên đơn khác. Các anh chị ơi, mẫu mới nhà em mới về đấy ạ. Dạ, chốt đơn, em cảm ơn chị Tina. Cảm ơn chị Tina. Cảm ơn chị Tina. Dạ. Em cảm ơn chị Tina đã ủng hộ shop Ngọc Ngà nhà em ạ. Dạ. Cảm ơn. Và đây là sản phẩm mới về của nhà em, có thể mặc được cả mùa thu và mùa đông. Và quan trọng đó là gì ạ? Gì ạ? Tôn giá. Lại có đơn, chị Hương Đặng ạ. Cảm ơn chị Hương Đặng. Cảm ơn chị Hương Đặng đã ủng hộ shop Ngọc Ngà nhà em ạ. Hương Đặng.